Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Bảo Hoàng. Mình 8 tuổi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn giải Rubik container nhé. Đầu tiên các bạn hãy đánh dấu các viên mặt đỉnh này. Mỗi viên một dấu chấm. Tại vì nếu các bạn cho cái viên mặt đỉnh này xuống mặt đáy thì chắc chắn các bạn sẽ không giải được đâu. Với lại nếu các bạn đưa mặt viên mặt này lên mặt này không giải được đâu. Dù các bạn giải đến mấy năm trời cũng không thể giải được đâu. Ui, mình vừa hướng dẫn các bạn giải Rubik 3x3 rồi mà. Thôi, để mình dịch lên một chỗ. Tại vì bây giờ xuất phát mình sẽ hướng dẫn các bạn giải Rubik container. Bây giờ thời gian cho các bạn 6-15 giây này. Hết giờ. Oai, lại là đồng hồ Hello Kitty kìa. Thôi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Đầu tiên các bạn hãy tìm một cái viên mộng bọc được đánh dấu nha. Đây, nó nằm ở đây. Các bạn cho lên đây. Cái trường hợp mà cái này bị tụt xuống thì các bạn làm công thức như sau. Có đồng hồ Market ở đây. Lại là đồng hồ Market của mình. Các bạn làm công thức như sau nhé. 1, 2. Cho sang cái này 4 lần. Rồi cho cái này xuống. May mắn mà ở đây có một viên rồi cơ. Bây giờ các bạn hãy đếm một cái viên xanh nước biển nha. Được rồi. Nhưng mà một cái trường hợp nữa nhé. Đây, có một trường hợp nữa rồi. Nếu mà cái này bên phải bị thụt xuống các bạn vẫn làm như vậy nhá. 1, 2. Nhưng mà cái này thì xoay chỉ 2 cái thôi. Rồi cho cái này xuống luôn. Rồi cho cái này về. Cái này đánh một tí cũng không sao. Vậy là nó cũng nằm đối đầu với viên này rồi. Bây giờ thì chúng ta đến với viên màu xanh lá cây. Đây. Cái viên này mà thuộc xuống bên trái. Các bạn ăn như sau. Cái này lên. Mình đưa nó lên đến đây thì mình có thể xoay cái mặt trên rồi. 1, 2, 3, 4. Cho xuống. Bây giờ thì chúng ta cho cái này xuống. Lệch một tí. Rồi cái cuối cùng. À đây. Cái màu đỏ này lại bị phá ra rồi. Cho nên chúng ta làm một câu chuyện sau. 1, 2, cho xuống. Rồi cho cái này về. Thế là xong. Và cuối cùng là cái cạnh này bị lật. Bên trái bị thụt xuống thì chúng ta làm công thức như sau. Cái này lên. Sang 1, 2, rồi cho xuống. Nếu vẫn chưa được thì làm thế này một lần nữa. Rồi cho thế này. Rồi cho cái này về lại. Vậy là nó lại bị phá ra rồi. Sau đó chúng ta kiểm tra cái viên màu xanh lá cây. Cái này lên. 1, 2, xuống. Đây. Sau đó chúng ta hãy xóa đi mấy cái dấu chấm này này. Các bạn nhớ xóa bằng tay nhá. Đừng có dùng tẩy. Vì cái Rubik này là bằng những nguyên khối, rất dễ xóa.
Bây giờ các bạn kiểm tra trên đỉnh đầu là cái viên nào nhá. Của mình là một cái viên xanh nhất viên và đỏ. Bây giờ các bạn kiểm tra xem nó sẽ xuống bên phải hay xuống bên trái. À đây, nó sẽ xuống bên trái. Nếu mà nó xuống bên trái thì các bạn làm công thức như sau. Trái xuống, phải xuống, trái lên, phải lên. Được rồi. Bây giờ đến đỉnh đầu. Tiếp theo. Đây là đỏ và xanh là cây nhá. Cho cái này xuống. Thử kiểm tra xem. Nếu mà ở bên phải, nếu mà nó xuống bên phải thì các bạn xuống bên phải trước nhá. Phải xuống. À nhầm. Thật ra thì là xuống bên trái chứ. Trái xuống. Phải xuống. Trái lên. Phải lên. Được rồi. Vậy thì kiểm tra trên đỉnh đầu lại là cái viên nào nữa. Đây. Xuống bên phải trước. Thì các bạn làm cái công thức như sau. Phải xuống. Trái xuống. Sao cái này không xoay được nhỉ? Phải lên. Đây được rồi. Trái lên. Bây giờ nhá. Có một cái trường hợp đặc biệt như vậy. Bây giờ có một viên bị lật lại thì chúng ta làm công thức này hai lần nhá. Mình sẽ làm công thức hai lần luôn. Phải xuống, trái xuống, phải lên, trái lên, phải xuống, trái xuống, lên, lại trái lên. Bây giờ thì chúng ta kiểm tra lại. Nếu là hai cái sai, các bạn để cái hai cái sai này, các bạn chọn viên nào cũng được, không có gì trước mặt. Rồi chúng ta hãy làm công thức này hai lần. Phải xuống, trái xuống, phải lên, trái lên. Lần một, phải xuống, trái xuống, phải lên, trái lên. Lần hai. Rồi các bạn kiểm tra lại. Bây giờ chúng ta tạo được ba viên cạnh sai rồi. Bây giờ các bạn để viên cạnh sai giữa lên trước mặt mình. Các bạn lại làm công thức này hai lần nhá. Trái xuống, phải lên, trái lên. Và một điều may mắn là sau các cạnh này thì mình đã hoàn thành Rubik container này rồi. Nhưng mà mình có một trường hợp đặc biệt nhá. Được rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cho các bạn xem cái trường hợp đó. Đây, các viên đã nằm đúng vị trí rồi. Bây giờ thì các bạn hãy xem trong đó có hai viên nào tạo thành một cái hình cái nơ không nha. Các bạn nhớ lượt sang để kiểm tra này. Đây, hai cái viên này. Để mình yêu cầu các bạn hãy quay Rubik này sang bên phải và làm công thức này. Mình sẽ làm công thức 4 lần nhá. Phải xuống, trái xuống, phải lên, trái lên, phải xuống, trái xuống, phải lên. Trái lên. Phải xuống, trái xuống, phải lên, trái lên. Phải xuống, trái xuống và cuối cùng phải lên, trái lên. Các bạn còn trường hợp nào nữa không? Để mình tạo video xong mà hướng dẫn các bạn nhé. Tạm biệt các bạn với video lần sau. Bye bye.